20 câu chuyện thâm thúy dạy ta đừng oán trời trách đất là vàng hay đá là do mình quyết định. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời. Quý vị thân mến, gặp việc như ý thì vui cười đắc ý, gặp chuyện không vui thì gục đầu ủ rột, đó là tâm lý chung của rất nhiều người. Tuy nhiên, kết quả thành hay bại lại quyết định bởi thái độ đối đãi của một người khi đứng trước sự việc. Bởi vậy, thay vì là đá, hãy biến mình thành những thỏi vàng lấp lánh ánh vàng kim dạng dỡ những nụ cười hãy cùng ngâm đời nghe ngay những câu chuyện thâm thúy dưới đây để có thêm cho mình động lực vươn lên quý vị nhé câu chuyện thứ nhất đừng oán trách trời đất đời là vàng kim hay đá cuội chính do mình quyết định vàng thỏi và tảng đá có một chàng trai trẻ cứ mãi không được công ty trọng dụng khiến anh vô cùng khổ não bởi vậy anh tìm gặp một nhà thông thái và than thở rằng tại sao số phận lại bất công với con như vậy nhà thông thái không trả lời anh chỉ cúi người xuống nhặt một viên đá nhỏ dưới chân ném vào trong đống đá ở đằng xa rồi nói với chàng trai trẻ rằng cậu hãy đi tìm viên đá mà tôi vừa mới ném về đây chàng trai trẻ bới tìm trong đống đá cả nửa ngày trời nhưng vẫn không tìm ra anh không biết viên đá mà ông lão ném đi rốt cuộc là viên đá nào bởi vì viên đá nào nhìn vào cũng đều thấy na ná giống nhau anh đành trở về tay không nhà thông thái tháo chiếc nhẫn trên tay xuống ném vào trong đống đá lộn xộn lúc nãy rồi bảo anh nhặt về lần này anh không tốn chút hơi sức nào đã tìm được chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng kim đó nhà thông thái kia cũng không nói gì thêm chàng trai trẻ như chợt ngộ ra điều gì nếu như bản thân chỉ là một hòn đá chứ không phải là thỏi vàng thì cũng không cần phải oán trách vận mệnh bất công với mình làm gì cảm ngộ vận mệnh của mỗi một người đều nằm trong tay của bản thân mình khi bạn không ngừng oán trời trách đất phải chăng cũng nên bình tâm suy xét lại từ bỏ tạp niệm hoàn thiện bản thân khiến bản thân phát ra ánh vàng kim giống như thỏi vàng thùng gỗ và vương vị có một vị quốc vương trao cho hai người con trai một số tấm ván gỗ dài ngắn không đều nhau dặn hai anh em mỗi người hãy làm một cái thùng gỗ và hứa rằng thùng gỗ của ai đựng được nhiều nước nhất thì người đó sẽ được thừa kế ngai vị của ông người anh cố gắng làm ra chiếc thùng gỗ lớn hết mức có thể khi làm đến vách thùng cuối cùng thì không còn tấm ván nào nữa còn người em đã sử dụng đồng đều số ván gỗ này làm ra một cái thùng gỗ mà nhìn vào thì thấy vách thùng không được cao lắm. Vị quốc vương bảo hai con dùng chiếc thùng của mình đi đựng nước và kết quả cuối cùng đương nhiên là cái thùng không được đẹp mắt của người em đã đựng được nhiều nước hơn. Người em cuối cùng đã được thừa kế vương vị, cảm ngộ rất nhiều lúc sự phát triển của chúng ta là được quyết định bởi miếng ván gỗ ngắn đó, vậy nên chúng ta nên thường xuyên chú ý lấy giải bù ngắn, biến điều dở trở thành điều hay. Ba người thợ xây tường ba người công nhân đang xây một bức tường ở công trường có người đi ngang qua hỏi họ đang làm gì người công nhân thứ nhất hậm hực nói bộ ông không nhìn thấy sao tôi đang xây bức tường người thứ hai nghiêm túc trả lời tôi đang xây một căn biệt thự người thứ ba vui vẻ trả lời tôi đang làm nên một thành phố xinh đẹp mười năm sau người công nhân thứ nhất vẫn là thợ xây người công nhân thứ hai đã trở thành quản lý công trình kiến trúc còn người thứ ba thì đã trở thành thị trưởng của thành phố này tư tưởng xa đến đâu chúng ta có thể đi được xa đến đó tại cùng một xuất phát điểm tuy nhiên thái độ lại quyết định hết thảy vậy nên hãy dùng tinh thần lạc quan tốt đẹp để cảm nhận cuộc sống này những việc tưởng chừng nhỏ nhặt trong tầm tay của bạn lại chính là khởi điểm của một sự nghiệp lớn ý thức được điểm này hay không cũng có nghĩa là bạn có thể thành tựu một sự nghiệp lớn hay không nếu như mỗi chúng ta giống như người thứ nhất nhìn nhận công việc của mình với thái độ sầu khổ thì công việc cũng theo tâm trạng của anh ta mà thành Cùng một công việc tầm thường như vậy, nhìn thì thấy khô khan nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại, nhưng có người có thể lấy tâm trạng vui vẻ mà đối đãi, cảm nhận được điều tốt đẹp ý nghĩa trong cái tưởng như tầm thường ấy. Họ chính là ở ngay trong cái đơn điệu mà xây dựng ước mơ của mình. Nếu làm được như vậy, thì thiết nghĩ có khó khăn gì là không thể khắc phục được đây. Cảm ngộ, người thành công thường luôn có con mắt nhìn xa trông rộng, có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu của mình sẽ không chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà không phấn đấu làm tốt hơn vận mệnh nằm ở đâu một lần kia tôi đi thăm một người bạn rất có thành tựu trong sự nghiệp trong lúc trò chuyện đã bàn về vận mệnh tôi hỏi trên đời này rốt cuộc có vận mệnh hay không anh nói tất nhiên là có rồi tôi lại hỏi vận mệnh rốt cuộc là gì nếu vận mệnh đã an bài sẵn cả rồi thế thì phấn đấu còn có tác dụng gì chứ anh không trả lời ngay câu hỏi của tôi chỉ cười nói không ngại thì hãy giơ tay trái ra để anh xem thử tướng tay bói mệnh xem sao sau khi anh giảng cho tôi một tràng lý thuyết về đường sinh mệnh đường tình yêu đường sự nghiệp đột nhiên anh ấy nói với tôi anh hãy duỗi tay ra là một động tác giống như tôi đây động tác của anh chính là giơ tay trái lên nắm chặt bàn tay lại cuối cùng anh hỏi anh đã nắm chặt hay chưa tôi có chút khó hiểu đáp rằng đã nắm chặt rồi anh lại hỏi cái đường vận mệnh đó nằm ở đâu tôi trả lời một cách cứng rắn ở trong tay tôi anh lại vặn hỏi tiếp thế thì vận mệnh nằm ở đâu tôi như nhận được một gậy cảnh tỉnh giật mình hiểu ra vận mệnh chính là nằm ở trong tay tôi anh rất bình tĩnh nói tiếp cho dù người khác nói với anh thế nào cho dù các thầy tướng số bói cho anh thế nào thì hãy nhớ rằng vận mệnh chính là nằm ở trong tay anh chứ không phải ở miệng của người khác đây chính là vận mệnh đương nhiên khi anh nhìn lại nắm tay của mình vẫn sẽ thấy đường sinh mệnh vẫn có một phần lộ ra bên ngoài không được nắm lấy điều này cho chúng ta gợi ý gì phần lớn vận mệnh là được nắm trong tay chúng ta nhưng vẫn có một phần là được ông trời nắm giữ vậy nên con người khi sống phải thuận theo tự nhiên tôn kính trời đất tấm lòng hướng thiện từ xưa đến nay phàm là những người làm nên việc lớn ý nghĩa của phấn đấu chính là ở chỗ dùng tất cả cố gắng của một đời để ra sức thực hiện câu chuyện thứ hai đánh bại ai đó chỉ là chuyện tầm thường, chiến thắng chính mình mới là điều vĩnh cửu. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên đối mặt với chuyện thắng thua, từ chuyện nhỏ như thắng thua một trận bóng đá, đến chuyện vừa như đỗ trượt trong một cuộc thi tuyển dụng, và chuyện to như sự so bì ngấm ngầm về sắc đẹp, con cái, tiền tài. Đôi khi chúng ta giành chiến thắng trước đối thủ, và cũng nhiều khi chúng ta thua, người thắng thì vui mừng, phấn khởi, hãnh diện, kẻ thua thì buồn giàu, xấu hổ, ủ ê, nhưng mà, thắng thua ấy có quan trọng lắm không? Chuyện kể rằng, có một người Bà La Môn chuyên hành nghề cờ bạc. Đức Phật muốn hóa độ ông nên hỏi ông rằng: "Thế ai được, ông hay người ta?" "Khi thì con, khi thì người ta." Đức Phật từ bi dạy: "Bà La Môn, chiến thắng kẻ khác là một việc tầm thường, chiến thắng như thế đâu có lợi lạc gì, nhưng người nào chiến thắng dục lạc và tự thắng mình thì chiến thắng như thế lợi lạc hơn, không ai có thể đánh bại mình." và Phật đọc Pháp cú. Tự thắng, tốt đẹp hơn. Hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình. Thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần, thát bà. Dầu ma vương, phạm thiên. Không ai chiến thắng nổi. Người tự thắng như vậy. Đã bao giờ bạn muốn dậy sớm tập thể dục nhưng cuối cùng lại tắt chuông đi, ngủ tiếp? Đã bao giờ bạn tự nhủ phải kiềm chế, nhưng rồi cơn giận sông lên lại không tự chủ được bản thân mình? Nếu bạn đã từng trải qua những điều này, hẳn bạn hiểu rõ rằng chiến thắng bản thân là việc không hề đơn giản. Trong cuốn sách Trai nước Nam làm gì, nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy viết, Chí khí ta quyết là đã có mầm rồi, hãy bồi bổ lấy nó. Trong đám súng kêu đạn nổ, có cái thủ đoạn anh hùng trong chốc lát, việc vẫn có thể làm được. Nhưng chỗ vắng ngồi một mình, giữ được mình, sai được mình, nếu không có thì có khi phải hàng. Phải gắng gọi ở lúc ngồi một mình ấy, những việc nhỏ, cho là nhỏ mà không làm những cái thắng nhỏ cho là nhỏ mà không thắng thì làm việc lớn thắng cuộc lớn sao được bởi thế mà mỗi phút mỗi việc anh phải thắng cả mới được trời rét dậy sớm đi tập thể dục anh cũng cần gan mới làm nổi không đợi người đem nước đến anh đi múc lấy nước lạnh cũng phải trí mới làm được anh phải bắt phải bó buộc phải nghiêm phải nghiệt với mình anh một ngày trăm trận ở chỗ không một người nào nhìn thấy anh trận nào anh cũng thắng ngày nay ngày mai ngày nào cũng thế, thế mãi, ấy cái cách luyện trí là thế. Kiếm sĩ lừng danh người Nhật Toki Iori cũng nói, Trước kia, tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng, lúc mà trong tay cầm mấy vạn tinh binh đánh nam dẹp bắc, trước tôi không có một người nào dám cản đường. Thế mà khi bị đánh một bạt tai, tôi trầm tính được ngay, quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì. Bây giờ tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia sánh với bây giờ rất còn nhu nhược, hèn thấp đến bậc nào tự chủ được với lòng tự đại của mình mới là đại dũng đó. Dưới đây là một số gợi ý về những điều thực tập hàng ngày có thể giúp bạn tăng cường khả năng tự thắng chính mình. một Dậy sớm luyện công hoặc tập thể dục. Tuyệt đối không tắt chuông đi, tuyệt đối không ngủ lại. 2. Bị người khác nói xấu, mắng chửi cũng không đấu khẩu lại. Tuyệt đối khóa chắc cái miệng này. 3. Thấy một món đồ giải trí làm đẹp yêu thích bày bán cũng không mua, dành tiền mua sách bồi dưỡng tư tưởng. Kiến thức. 4. Một việc tốt bấy lâu vẫn định làm, nhưng ngần ngừ mãi vì sợ bị dị nghị và ngăn cản, thì nay bắt tay vào làm đi. 5. Một người mà bạn xưa nay vốn ghét, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy lộn ruột, thì nay hãy bỏ qua hết, niềm nở cười nói với người ấy đi. 6. Thiền định từ 30 phút trở lên, giữ thân thể ngay ngắn, tâm trí an tĩnh, bất cứ suy nghĩ náo loạn nào xuất hiện hãy dẹp bỏ nó đi. Lão tử nói, thắng nhân giả hữu lực tự thắng giả cường, tạm dịch, người thắng được kẻ khác chỉ là có sức lực, người tự thắng được mình mới là mạnh mẽ. Chúc bạn trở thành người có nội tâm mạnh mẽ nhé. Câu chuyện thứ ba, trong cuộc đời này, ít nhất hãy một lần làm kẻ ngốc. Quả táo của ông là quả táo thần kỳ nhất thế giới, cắt thành hai nửa để trong không khí hai năm không hư thối. Đằng sau câu chuyện này là trải nghiệm khiến người ta cảm động. Bạn của tôi giới thiệu cho tôi một cuốn sách, kể về câu chuyện kiên trì trồng quả táo trong 20 năm của một người Nhật Bản tên là Kimura. Đây đương nhiên không phải là một cuốn sách về kỹ thuật nông lâm nghiệp, chính xác mà nói, đây là một cuốn sách khích lệ ý chí. Bởi vì, rất nhiều người sau khi đọc xong, thậm chí muốn khóc, trong đó kể cả tôi. Tên sách gọi là trong cuộc đời này, ít nhất hãy một lần làm kẻ ngốc. Kẻ ngốc Kimura là một người nông dân Nhật Bản bình thường. Sau khi kết hôn, do vợ bị dị ứng với thuốc trừ sâu, lại tình cờ tiếp xúc được với cuốn sách tự nhiên nông pháp thế là ông đã hạ quyết tâm trồng táo không cần phân bón hóa học và thuốc trừ sâu ngành nông nghiệp hiện nay đã hoàn toàn ỉ lại vào nông dược cây táo càng là như thế hiện nay sau khi sử dụng nông dược hết thảy giống táo đều là kết quả do nhân công tạo thành một khi ngừng sử dụng nông dược đối với cây táo mà nói thì chính là một tai họa lớn cây táo của kimura cũng không ngoại lệ từ khi ông bắt đầu thử nghiệm mảnh ruộng duy nhất cũng bị cầm gán nợ. Ông không thể không lên thành thị làm công. Con gái của ông viết trên bài tập làm văn rằng, ba của tôi là một nông dân, nhưng tôi chưa từng được nếm qua trái cây nhà chồng. Khi ông định từ bỏ, con gái đã động viên ông, ba ơi, nhất định phải kiên trì, nếu không những gì chúng ta đã làm trong phải phí công hay sao? 20 năm sau, quả táo của Kimura trở thành trái cây thần kỳ nhất thế giới. Quả táo của ông cắt thành hai nửa, để trong không khí hai năm không hư thối chỉ là trở thành quả khô héo rũ hết hương các chuyên gia lắc đầu liên tục than rằng thật không thể tưởng tượng nổi đầu bếp trưởng nhà hàng tokyo ở pháp thì nói nếu xử lý tốt quả táo của kimura thì có thể để đến một năm quả táo của ông ăn quá ngon toàn bộ người nhật bản đều điên cuồng tranh lấy cả đời chỉ cần được ăn một lần là tốt rồi kimura cả đời chỉ làm một việc trồng táo điều ông làm dường như chỉ ngốc một lần nhưng thật ra là ngốc cả đời không cần thuốc trừ sâu và phân hóa học, không diệt trừ cỏ, muốn trồng táo căn bản là điều không thực tế. Ngốc hơn nữa là ông còn xem quả táo như con của mình, thường xuyên tâm sự với cây táo. Kimura nói tôi là dựa vào trồng táo mà sống, tôi sở dĩ khốn cùng như vậy là vì tôi đã để táo thống khổ, là tôi đã ức hiếp những cây táo này. Vì vậy, Kimura thường xuyên khẽ vuốt ve những cây này xin lỗi chúng, khiến các người vất vả như vậy, ta thật sự xin lỗi cho dù không nở hoa cũng không vấn đề gì không kết quả cũng không sao cả nhưng các người ngàn vạn lần đừng chết nhé cây lớn lên không ra quả ông luôn cảm giác là do bản thân ông đã sai mười năm kia ông không biết xin lỗi cây táo bao nhiêu lần đương nhiên có lúc ông cũng cổ vũ khích lệ cây thật quá kỳ diệu ta biết ngươi đã rất cố gắng mà năm đầu tiên nở hoa kimura vui đến phát khóc mang theo rượu trắng đến vườn cây rót một ít lên mặt đất cùng táo đối ẩm sau khi thành công khi đối diện với vô vàn tán dương kimura lại tự diễu có thể vì tôi quá ngu ngốc cây táo cũng không chịu nổi đành kết quả rồi bí quyết trồng táo của kimura là gì vậy tôi cho rằng chính là xem cây táo như một sinh mệnh để đối đãi kimura từ đầu đến cuối tín phụng một quan điểm quả táo là nhân vật chính tôi chỉ là trợ giúp nó lớn lên vì con người dẫu cố gắng thế nào cũng không cách nào chỉ dựa vào bản thân mà khiến quả táo ra hoa kết quả vì vậy nếu vì để cây táo ra hoa kết quả, chọn dùng đủ loại thủ đoạn, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, như vậy hiệu quả và lợi ích là có, nhưng quả ra cũng không phải là quả tự nhiên, sau khi nở, gặp gió liền hỏng. Mà đây lại là kiến thức của nền giáo dục đương thời giảng dạy. Nếu nói quả táo của Kimura khác với quả táo khác, đó chính là những cây trong vườn, nhẹ nhàng cao mặt đất, bạn có thể thấy khắp nơi đều là rễ cây. Một cây táo bình thường, Bộ rễ cũng chỉ sâu 2-3 m nhưng cây táo của Kimura có thể sâu đến 20 mét. Rễ sâu, liên kết giữa quả và lá cũng càng có lực. Một khi gặp bão, quả táo của người ta cơ bản đều bị thổi rơi, mà vườn cây của Kimura thì có đến 80% trái cây vẫn còn trên cành. Lực sống thật mạnh mẽ biết bao. Những tháng ngày cây táo không nở hoa, Kimura từng cùng mọi người trong nhà ra vườn bắt côn trùng côn trùng nhiều vô cùng, mỗi ngày bắt được hàng trăm hàng ngàn con côn trùng trong vườn lại vẫn không giảm bớt chút nào cho đến một ngày kimura đột nhiên hiểu ra một đạo lý cây táo cũng muốn sống sót vậy côn trùng khắp nơi đều có chỉ có thể để cây táo tự kiên cường hơn mới có thể chống lại sự xâm hại của côn trùng vườn trái cây của kimura là một thế giới côn trùng phong phú đủ loại vi sinh vật run đỉa bươm bướm chim bay loài nào cần có đều có lúc không có kết quả vườn trái cây càng giống một vườn thực vật với đủ loại cỏ dại sinh sôi ngoại trừ cây đậu nành mà kimura cố ý gieo trồng kimura gieo trồng đậu nành từ một lần ngẫu nhiên tình cờ vào thời điểm ông gặp khó khăn ông quyết định leo lên núi tìm cái chết sau khi lên đến đỉnh núi ông vô tình phát hiện một gốc cây tươi tốt kết đầy trái trên núi cũng có côn trùng xâm hại tại sao loài cây này có thể sinh trưởng tốt như thế thông qua quan sát kimura phát hiện thì ra là bùn đất không giống độ xốp không khí độ ấm, thậm chí mùi đất cũng khác với ở nhà. Tâm trí ông chợt thông suốt, đất đai mới thật là điểm cốt yếu cho việc gieo trồng táo, cây táo và thiên nhiên hòa cùng một thể. Nhân loại ngu muội lại dùng nông dược ngăn cách nó với tự nhiên. Thông qua vô vàn nghiên cứu và thí nghiệm, ông gieo trồng rất nhiều đậu nành trong vườn, cải thiện hàm lượng phân đạm trong đất, cũng khiến vi sinh vật trong đất phong phú hơn. Không có bất kỳ sinh mệnh nào là cô lập Kimura nói, cây táo không thể, con người cũng không thể kimura trở thành chuyên gia gieo trồng cây ăn quả tuy vậy trong vườn của ông các loại cây quả đủ loại thực vật tùy ý sinh trưởng chỉ là đến mùa thu sẽ cắt cỏ để cho độ ẩm của đất giảm xuống để nói cho cây táo rằng mùa thu đã đến ông không cần phân bón mà đất vẫn có thể bảo trì tốt độ phì nhiêu mặc dù kỹ thuật cắt tỉa lá cây trông có vẻ bình thường nhưng ông đều có lý luận của mình thế giới hôm nay tràn đầy nông dược tràn đầy lý luận lợi ích và hiệu quả. Có bao nhiêu người sẽ kiên trì đến 10 năm chỉ để đợi cây táo nở bảy đóa hoa? Đây cũng là ý chí của Kimura, giống như cây táo của ông, kiên định, bất chấp trải qua gian nan vất vả để nhận lấy mùi hương thơm nồng và ngọt ngào. Nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản cũng là người giám đốc NHK, đài phát thanh truyền hình Nhật Bản. Ông Moji Ken Ichiro chia sẻ về loại ý chí dường như ngu ngốc này là bọn họ có được ánh mắt và niềm tin có thể nhìn đến điều không thể nhìn thấy. Cả đời này, ít nhất là một lần ngốc, đó chính là dụng tâm chuyên chú là một việc gì đó. Trồng táo cũng vậy, giáo dục cũng vậy, làm chuyện gì cũng đều như vậy. Khi đọc quyển sách này, tôi viết xuống sổ ghi chép của mình một hàng chữ, làm việc chính là làm lại chính mình. Sau vô số lần cường điệu sự gian nan của hoàn cảnh khách quan, chúng ta cần nhìn lại nội tâm của mình, giống như tâm sự của Kimura và cây táo. Thật sự quá thần kỳ rồi, ta biết ngươi đã rất cố gắng. Ngành nghề mà thế giới này cần có nhất để liên kết tình cảm chính là giáo dục. Trồng cây táo chúng ta thừa nhận là một loại kỹ thuật trong cuộc sống, vậy đầu tư tình cảm vào liệu có cần thiết không? Trong 4 đến 5 năm đầu, mỗi ngày Kimura đều vuốt ve chừng 800 cây trong vườn, nói chuyện với chúng. Đó là thời điểm tình hình cây táo trở nên bết bát nhất, một vài cây cũng bắt đầu dao động, thậm chí vừa đẩy nhẹ liền ngã. Có người giễu cợt ông, có người nói, Kimura điên thật rồi, nhưng ông vẫn không quan tâm. Trong nội tâm ông tràn đầy sự ấy náy, ông cảm thấy ông đã đẩy những cây kia vào đáy vực. Khi Kimura vuốt ve cây táo, cùng chúng nói chuyện, rõ ràng không có gió, ông lại cảm thấy cành cây có chút lay động, dường như cây táo cũng muốn nói với ông, tôi đã biết, chúng tôi đã biết rồi. Có một hiện tượng có thể cần phải giải thích, những cây táo được Kimura cầu xin chúng sống tốt, một phần trong số ấy cuối cùng vẫn tồn tại được. Có một khu vực có gần 82 cây, ông không nói chuyện gì với chúng, số cây này toàn bộ héo rũ rồi. Chuyên nghiệp là gì vậy? Kimura trả lời tâm kết hợp với kỹ thuật mới thật sự là chuyên nghiệp. Có người so sánh quả táo của Kimura khác với những quả táo khác, cho rằng quả táo của Kimura là có tình cảm, hoặc là như nhiều bình luận cho rằng đó là những quả táo tràn đầy sinh mệnh lực, chúng không chỉ là sinh mệnh của quả táo mà còn là sinh mệnh của Kimura. Hôm nay nếu chúng ta đến vườn táo của kimura sẽ nhìn thấy một tấm bảng gỗ trên đó viết cảnh cáo côn trùng nếu các ngươi tiếp tục bừa bãi gây hại ta sẽ mạnh mẽ sử dụng nông dược côn trùng hiểu những lời này sao tôi nghĩ là có thể cây táo hiểu được côn trùng lại không hiểu được sao côn trùng hiểu con người có thể không hiểu sao câu chuyện thứ tư muốn biết bản thân đi bao xa hãy xem mình cùng ai đồng hành con người khi sinh ra có thiên tính là lương thiện nhưng dần dần bởi vì sống trong hoàn cảnh khác nhau tập quán khác nhau mà trở nên bất đồng ngày càng lớn do vậy chọn người mà kết giao chọn hoàn cảnh mà bản thân sinh sống đã trở thành một điểm then chốt trong việc đối nhân xử thế của cổ nhân gần mực thì đen gần đèn thì dạng sống chung với dạng người nào thì lâu dần cũng sẽ chịu ảnh hưởng của người ấy mà có phần giống họ về thói quen về sở thích thậm chí giống cả về cách hành xử đối nhân xử thế điều mà mọi người thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng chính là đạo lý này. Người phương Tây cũng có câu ngạn ngữ, sống cùng người ngốc, cả ngày sẽ vui chơi giải trí, sống cùng trí giả, thời thời khắc khắc suy tư. Những câu ngạn ngữ này đều là để nói tới đạo lý, sức ảnh hưởng của môi trường sống, của bạn bè là vô cùng lớn, thậm chí lớn đến mức có thể thay đổi cuộc đời của một người. Hoàn cảnh sinh sống giống như một chiếc chảo nhuộm lớn chứa đựng đủ loại người với muôn hình muôn vẻ nếu xung quanh một người đều là những cá nhân chú trọng việc tu tâm dưỡng tính coi trọng đức thì người ấy sẽ bị những lời nói và hành vi của người bên cạnh giáo hóa từ đó họ có thể tự giác ước thúc bản thân khiến bản thân không ngừng vươn lên trái lại một người sống trong môi trường có đạo đức sa sút toàn là lừa dối thì người ấy cũng bị ảnh hưởng bởi hành vi của người bên cạnh từ đó người ấy không còn phân biệt được tốt xấu làm việc xấu mà không biết sống nước chảy bèo trôi gặp sao hay vậy Âu Dương Tu là văn học gia, sử học gia và vị quan nổi tiếng triều Tống. Ở lĩnh vực văn học, ông có nhiều thành tựu trác tuyệt, có nhiều sáng tác nổi tiếng. Có một câu chuyện kể rằng, lúc Âu Dương Tu còn làm thái thú ở Phủ Dĩnh Châu, nay là Phủ Dương, An Huy, có người trẻ tuổi tên là Lữ Công Chứ làm việc dưới trướng của ông. Một lần nọ, bạn của Âu Dương Tu là Phạm Trọng Yêm trên đường đi ngang qua Dĩnh Châu đã ghé lại thăm. Âu Dương Tu nhiệt tình chiêu đãi, đồng thời nhờ lữ công chứ phụ tiếp đãi phạm trọng yêm trong khi trò chuyện phạm trọng yêm nói với lữ công chứ rằng cận chu giả xích cận mặc giả hấp cậu ở bên cạnh âu dương tu thật sự là điều quá tốt nên hướng đến ông ta xin thỉnh giáo kỹ xảo viết văn làm thơ lữ công chứ gật đầu cảm tạ về lời khuyên của phạm trọng yêm về sau qua những lời nói và những việc làm mẫu mực của âu dương tu năng lực sáng tác của lữ công chứ đã nhanh chóng được nâng cao Lữ Công Chứ cũng trở thành nhà văn nổi danh thời bấy giờ, với các sáng tác nổi tiếng như Ngũ Châu Lục, Lữ Thân Công Trường Ký. Trong xuất sư biểu, Gia Cát Lượng cũng có câu cách ngôn, thân cận người tài đức, xa rời kẻ tiểu nhân. Đây là nguyên nhân khiến tiên hán hưng thịnh. Thân cận kẻ tiểu nhân, xa rời người tài đức, đây là nguyên nhân khiến hậu hán suy bại. Sự hưng suy của một vương triều hay của một cá nhân đều chính là quan hệ nhân quả của việc kết giao kết giao với người kính thần kính thiên chú trọng tu dưỡng tâm tính sẽ giúp bản thân biết việc gì nên làm việc gì không từ đó mà có thể tích được đức đắc được phúc báo trái lại kết giao với người xấu người không sợ trời không sợ đất không việc ác nào không dám làm thì bản thân cũng trở thành người như vậy kết cục cuối cùng là khiến bản thân gặp phải tai họa trải qua hàng ngàn năm cổ nhân cũng đúc kết ra kinh nghiệm muốn biết một người có thể đi được bao xa hãy nhìn xem họ cùng ai đồng hành muốn biết một người vĩ đại như thế nào hãy nhìn xem họ có ai chỉ bảo muốn biết một người có bao nhiêu thành công hãy nhìn xem họ làm bạn với ai những lời này cũng thực sự rất có đạo lý đáng để người hiện đại chúng ta suy ngẫm câu chuyện thứ năm tôn trọng người khác chính là mỹ đức cao thượng nhất của đời người lòng rộng một thước con đường sẽ rộng một trượng mở rộng tấm lòng bao dung người khác bạn sẽ thấy cuộc đời của mình đẹp hơn biết bao nhiêu ngày nọ có một ông lão ăn mày quần áo rách dưới đầu tóc bù xù trên người bốc ra mùi hôi khó chịu dừng chân đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt náo nhiệt những vị khách mua hàng đứng bên cạnh đều bịt mũi nhíu mày tỏ vẻ vô cùng khó chịu với ông lão nhân viên bán hàng quát to đi ngay chỗ khác đi ngay đi người ăn mày lập cập lấy ra mấy đồng tiền lẻ cáu bẩn nói tôi đến mua bánh ngọt xin hỏi loại nào là nhỏ nhất từ bên trong ông chủ tiệm bánh ngọt rảo bước ra ngoài niềm nở lấy ra một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh đẹp đẽ từ trong tủ kính đưa cho người ăn mày sau đó ông cúi gặp người thật sâu xuống nói cảm ơn quý khách đã chiếu cố mua hàng hoan nghênh quý khách lần sau lại tới người ăn mày đón chiếc bánh từ ông chủ mặt hiện rõ vẻ thất kinh vội quay người rời khỏi tiệm bánh trong đời mình dường như ông chưa từng được đối xử tôn trọng đến vậy cháu trai ông chủ tiệm bánh chứng kiến toàn bộ sự việc vô cùng thắc mắc bèn tiến lại hỏi ông nội Sao ông lại niềm nở với người ăn mày bẩn thỉu đó như vậy ạ?" À? Ông chủ tiệm bánh mỉm cười hiền từ, nhìn cháu trai của mình nói, "Dù đó có là một người ăn mày nhưng ông ấy cũng vẫn là khách hàng của chúng ta. Để mua bánh ngọt của cửa hàng chúng ta, ông ấy đã không tiếc tiêu những đồng tiền phải trải qua bao nhiêu vất vả mới kiếm được. Nếu ông không tự mình phục vụ ông ấy thì sao có thể xứng với sự yêu ái người ăn mày ấy dành cho chúng ta đây?" Cháu trai ông chủ lại hỏi vặn vẹo, "Đã vậy thì vì sao ông vẫn còn lấy tiền của ông ăn mày ấy ạ?" À? ông chủ cười đáp hôm nay ông ấy đến đây với tư cách là khách chứ không phải là đến để ăn xin cháu ạ à. đương nhiên chúng ta phải tôn trọng ông ấy chứ nếu như ông không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao nhất định cháu phải nhớ kỹ điều này hãy tôn trọng từng khách hàng bất kể họ là ai ngay cả đó là một người ăn mày bởi tất thảy những thứ chúng ta có được hôm nay đều là do khách hàng mang lại cậu bé nghe xong gật gật đầu ra chiều cũng hiểu chuyện chủ tiệm bánh nọ chính là ông nội của tỷ phú Nhật Bản Iogiaki Satsumi. Tỷ phú Satsumi từng nói, năm đó, mỗi cử chỉ của ông nội đối với người ăn mày đó đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Về sau, Satsumi đã kể lại rất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên của mình nghe để họ học tập cách tôn trọng khách hàng. Tôn trọng không phải là phép xã giao thông thường để chiều lòng ai đó. Nó đến từ sự thấu hiểu, chân quý và cảm thông, kính trọng lẫn nhau đó cũng là thứ tình cảm cao thượng cho đi và không cầu mong nhận lại bạn tôn trọng ai đó không phải bởi muốn được lợi lộc gì từ họ đơn giản là vì bạn chân quý họ sự tôn trọng giúp người ta đối đãi với nhau bằng lễ nghĩa chứ không phải ganh đua tranh đấu tôn trọng thường đi kèm với thiện lương khoan dung nhẫn nại người biết tôn trọng người khác cũng sẽ có được vận mệnh tốt đẹp đi khắp thiên hạ cũng vẫn được quý yêu mạnh tử từng giảng thương người thì người thương lại mình kính người thì người kính lại mình vậy nên tôn trọng người khác cũng chính là tự tôn trọng mình lòng rộng một thước con đường sẽ rộng một trượng mở rộng tấm lòng bao dung người khác bạn sẽ thấy cuộc đời của mình đẹp hơn biết bao nhiêu người làm sếp biết tôn trọng cấp dưới nhân viên thì công ty thịnh vượng nhân tâm đoàn kết thương nhân biết tôn trọng khách hàng thì làm ăn xuôi trèo mát mái biết tôn trọng ngay cả chính kẻ thù của mình lại chính là một loại dũng khí một loại trí huệ khổng tử nói điều mình không muốn chớ làm cho người kỳ sở bất dục vật thi ư nhân có thể coi đó là điểm mấu chốt nhất của mỹ đức tôn trọng mà chúng ta đang bàn bạc ở đây mỗi người có một cuộc đời được an bài khác nhau một con đường riêng phải tự mình đi đừng bao giờ cưỡng chế những điều ý chí bạn mong muốn lên thân người khác khoan dung hòa ái kính trọng lẫn nhau mới chính là nghệ thuật sống cao thượng nhất cuối cùng khi không thể khoan dung nhẫn nại và tôn trọng người khác bạn hãy thử làm theo ba cách dưới đây một chấp nhận sự khác biệt bao dung, rộng lượng với người khác. 2. Kiểm soát hành vi của bản thân để cả hai đều cùng là người chiến thắng. 3. Có thể tiến có thể lùi, chỉ ra sai sót của đối phương bằng sự từ bi, rộng lượng, đừng quá khắt khe, kiêu ngạo, coi thường người khác. Câu chuyện thứ 6, những người có trí tuệ hơn người sẽ không quan tâm đến điều này. Khi bạn dùng tiền kiếm được để tìm lại thể diện là lúc đó bạn đã thành công khi bạn dùng thể diện để kiếm tiền là lúc đó bạn là một người có tiếng nói nhớn mày là một loại khả năng nhưng hạ lông mày là một loại dũng khí trong mạnh tử có một câu chuyện ngũ ngôn về một người đi xin ăn có một người ở nước tề mỗi lần ra ngoài thì nhất định phải ăn no say mới quay về nhà sau khi về nhà ông luôn khoe khoang với vợ và thế thiếp rằng những người giàu có và quyền lực lại mời ông dùng bữa vì chưa bao giờ thấy một người giàu có và quyền thế nào đến nhà thần thiếp của ông bắt đầu nghi ngờ nên đã bí mật theo dõi ông cuối cùng phát hiện chồng bà hoàn toàn không đi dự tiệc dành cho người giàu mà ở một nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía đông cầu xin những người trông coi ở đây làm việc cùng với những người quét dọn mộ và được ăn những đồ cúng cho người đã khuất từ xưa tới nay sợ mất thể diện luôn là một biểu hiện thường thấy của người phương đông cái gọi là trên trời dưới đất thể diện là quan trọng nhất kỳ thực sợ mất thể diện ở trong một mức độ nhất định thì nó cũng thể hiện sự tôn nghiêm của một cá nhân, thì đó cũng không có gì là sai. Khi gọi là người muốn mặt, cây muốn vỏ ai mà không muốn được người khác phải đánh giá cao, thậm chí thường xuyên được người khác ngưỡng mộ cũng là một hãnh diện bản thân. Tuy nhiên, nếu đến mức mạo xưng là trang hảo hán thì thể diện đối với họ luôn trở thành gánh nặng, chính là cái chết còn nhẹ hơn là sự nhục nhà khi mất thể diện, bề ngoài luôn thể hiện sự hào nhoáng xinh đẹp sang trọng nhưng bản chất bên trong lại không được như vậy sẽ khiến bản thân mình trở thành trò cười sống với những lớp phủ bên ngoài để che đi những thiếu sót của mình nhưng nếu sự thật được phơi bày thì không biết giấu mặt đi đâu chỉ vì sự thể hiện khoe khoang sợ mất danh tiếng của bản thân cuộc sống của nhiều người hiện nay cũng vậy có khi một tháng thu nhập của họ không cao nhưng họ thả ăn mì gói để không bị mất mặt với bạn bè họ cũng phải sắm cho được những món đồ xa xỉ như một chiếc hàng hiệu một chiếc điện iphone mới nhất của apple và mua quần áo hàng hiệu chỉ để cảm thấy được sĩ diện đối với người khác khi ra ngoài trong tâm lý học cho rằng bản chất của cái gọi là thể diện là sự xấu hổ sợ thất bại thích giữ thể diện phản ánh chính xác lòng tự trọng và điểm yếu bên trong của một người những người ở đẳng cấp càng thấp họ càng quan tâm đến thể diện và họ càng thích duy trì phẩm giá mong manh của mình không muốn người khác chê cười mình cũng bởi vì xã hội ngày nay con người có sự phân chia giai tầng và đẳng cấp xã hội người giàu coi thường người nghèo cho nên mới có sự thà sống trong vỏ bề ngoài còn hơn sống đúng bản chất thật của một người có một câu nói trên internet khi bạn buông thể diện đi để kiếm tiền điều đó nói rõ là bạn hiểu chuyện khi bạn dùng tiền để kiếm lại tiền có nghĩa là bạn đã thành công khi bạn có thể kiếm tiền bằng thể diện nghĩa là bạn đã là một nhân vật nổi tiếng khi bạn ở đó vì uống rượu khoe khoang giả vờ không hiểu gì ngoài việc thích cái gọi là thể diện, nghĩa là bạn đang ở trong cuộc đời mình một cách giả tạo. Thể diện từ trước đến nay đều không phải do người khác mang đến, mà là do chính năng lực của bản thân mình mà có được. Trong lịch sử văn hóa Trung Hoa có ghi chép lại chuyện kể về nhân vật lịch sử, hàn tín mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, chủ yếu dựa vào nghề đánh các kiếm tiền mưu sinh và thường bị mọi người xung quanh kỳ thị, đối xử lạnh nhạt. Một người hàng thịt nói với Hàn Tín rằng tuy người vừa cao vừa to thích đeo gươm giáo nhưng thực ra lại rất nhút nhát nếu có bàn sự người có dám dùng kiếm lấy đầu ta không nếu không dám thì người hãy chui qua đúng quần của ta hàn tín cẩn thận quan sát hắn một hồi trước sự chứng kiến của nhiều người hàn tín đã cúi xuống và chui qua đúng quần của người bán thịt tất cả những người có mặt đều cười nhạo hàn tín họ đều cho rằng ông là một người nhát gan đây là một điển cố hàn tín chịu nhục chui hắn nổi tiếng trong lịch sử Tuy nhiên, Hàn Tín cũng nhờ vậy mà thoát khỏi tai ương, rồi từng bước bái kiến Thái tử, sông pha mây gió, dẫn thân vào những cuộc chiến giành lại thắng lợi cho đất nước được triều đình và nhân dân kính phục. Có câu nói rằng, nếu ở lại với đồi xanh thì không sợ không có củi đốt. Đôi khi, chúng ta có thể sống đối mặt với khó khăn còn hơn bằng việc trốn tránh là chính mình. Trong cuộc sống, người khôn ngoan luôn có tầm nhìn xa, coi trọng phẩm chất đạo đức bên trong, nâng cao thực lực bản thân ngày một mạnh mẽ hơn còn người ngốc nghếch chỉ nhìn cái trước mặt mà coi trọng thể diện, mù quáng theo đuổi bề ngoài, không chú trọng tu dưỡng bản thân để tạo nên những điều tốt đẹp tự mình có được. Ai đó đã nói, những người tuyệt vời thực sự luôn nghĩ từ trong tim rằng họ không có gì vĩ đại, chỉ những người không có gì vĩ đại mới kiêu ngạo nghĩ rằng họ vĩ đại. Chuyện lưu bị ba lần đến thăm ngôi nhà tranh gần như đã thành danh, vị minh chúa ba lần cầu kiến bậc đại hiển, câu chuyện đẹp không chỉ thay đổi cục diện của cả một thời đại, mà còn để lại khải thị cho người tu đạo mai sau trước hết vì sao phải là ba lượt đến lều tranh mới gặp được bậc đại hiền con số ba trong văn hóa truyền thống phương đông có nội hàm sâu sắc ví như phật gia giảng tam giới gồm dục giới sắc giới và vô sắc giới tam bảo là phật pháp tăng nho gia giảng tam tài là thiên địa nhân tam cương là ba mối quan hệ luân thường quan trọng giữa vua tôi cha con vợ chồng còn trong đạo gia số ba là số sinh những số khác đều từ đó mà sinh ra đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật như vậy ba lần lưu bị đến lều cỏ để yết kiến khổng minh phải chăng là biểu tượng của hành trình đằng đẵng gian nan tựa như hành trình người tu luyện phật gia vượt ra ngoài tam giới người quân tử nho gia đạt đến chữ nhân làm chọn đạo tam cương ngũ thường thực tế là trong tam quốc diễn nghĩa số ba nhiều lần xuất hiện ví như hồi thứ mười hai đào cung tổ ba lần nhượng từ châu hồi thứ ba mươi chín thành kinh châu công tử ba lần cầu kế hồi thứ năm mươi sáu khổng minh ba lần chiêu tức chu du những việc khó khăn dường như đều phải ba lần gắng công thì mới thành được ba lượt nàn nỉ thăm coi ấy của lưu bị cũng là để bày tỏ tấm lòng thành của ông để thành tựu cái tâm đại nhẫn của huyền đức trong cuộc sống hiện thực có bao nhiêu người bị chính sự thể diện sợ mất danh tiếng của mình mà bị bó buộc không thể bộc lộ cảm xúc thật của bản thân không thể làm những gì mình thực sự muốn và quan trọng nhất là sợ người khác coi thường mình không bằng lòng với những gì mình không có bản thân không trưởng thành được không muốn bắt đầu với một xuất phát điểm khó khăn trong phim nhất đại tông sư có một câu nói con người sống trên thế gian có lúc sống bằng thể diện có người sống bằng chính bản thân mình và chỉ có sống thực sự bằng chính bản thân mình mới có thể trở thành một người có thể diện thực sự người ngu ngốc dễ bị dục vọng chi phối và theo đuổi sự giả tạo bề ngoài vì vậy họ cần trang điểm cho bản thân mình những người thông minh hiểu rằng cuộc sống là của riêng họ họ sẽ không trôi theo dòng chảy cũng không đánh mất mình trong những ham muốn vật chất vì vậy họ đặc biệt không quan tâm đến việc mất mặt bởi vì cuộc sống không phải là sống trên thể diện và danh tiếng bản thân không phải là sống trong ánh mắt và sự đánh giá của người khác mà là sống trong sự thật và tự do sống đúng con người thật được là chính bản thân mình câu chuyện thứ bảy khống chế được thái độ bản thân ấy chính là người làm chủ, bị thái độ khống chế, ấy lại là người bị dắt mũi. Trong cuộc sống, mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc với không ít người, và xã hội phát triển cũng chính là nhờ vào sự giao tiếp giữa người với người. Điều này cho thấy việc thấu hiểu lẫn nhau quan trọng như thế nào. Có câu chuyện kể rằng, một hôm giữa sư tử và hổ phát sinh mâu thuẫn, cả hai cùng quyết chiến với nhau. Sau một hồi giao tranh quyết liệt, cả hai cùng bị trọng thương. Trong lúc thoi thóp sư tử mới nói với hổ rằng: giá mà anh không cướp mất địa bàn của tôi thì hai chúng ta đâu phải ra cơ sự như thế này. Hổ nghe xong tỏ ra kinh ngạc nói, tôi trước nay chưa hề có ý định muốn tranh đoạt địa phận của anh. Tôi cứ nghĩ anh muốn cướp lấy địa bàn của tôi nên mới hành động. Câu chuyện này cho ta thấy, làm người đối nhân xử thế thì việc thấu hiểu lẫn nhau quan trọng nhường nào. Vậy làm cách nào để có thể thấu hiểu nhau nhất có thể? Khi nóng giận thì phải làm sao để hạ bớt cơn oán giận xuống? Có lẽ chỉ có hòa hoãn mới là cách tốt nhất. Khi bản thân nóng giận, chúng ta không làm chủ được chính mình thì sự việc bị biến tướng đó là điều không thể tránh khỏi. Dẫu hai người có tình cảm tốt đến đâu nhưng không có sự giao tiếp đúng mực thì đôi lúc nói nhiều chỉ trở nên vô nghĩa. Miệng thì nói là liễu giải lẫn nhau nhưng tính khí thì ngược lại. Ai cũng muốn mình đúng, ai cũng muốn mình hơn. Vậy đây là nói chuyện hay là cãi nhau? Khi hai người giao tiếp với nhau thì 70% là tình cảm, 30% mới là nội dung. Người khác nhau có cách nghĩ khác nhau. Ở cùng nhau có chỗ hiểu lầm đó là điều khó tránh, vậy nên khi sự việc có chỗ sai lệch thì cần nói rõ, có như vậy mới tránh khỏi cảnh cùng thuyền mà khác hướng. Tai khác nhau thì cách nghe cũng khác nhau, làm người thì khi gặp việc khó khăn, xung đột thì không nên tức giận, có tranh chấp cũng đừng nên manh động, có những lúc trong giao tiếp thì nghe nhiều tốt hơn là nói nhiều. Con người ta mất 3 năm để học nói nhưng mất cả đời để học im lặng cũng là lý do đó. Bậc cao nhân trước khi tức giận thì thường hỏi chính mình việc này có đáng để tức giận không tức giận và không tức giận thì kết quả sẽ khác nhau như thế nào tức giận rồi vấn đề giải quyết có tốt hơn không sau khi tìm được cho mình đáp án rồi hãy làm gì thì làm vạn sự trên đời này có sinh át có diệt có sự việc phát sinh thì có cách giải quyết ngoài đó ra thì thái độ hòa ái chính là tiền đề để thấu hiểu và liễu giải lẫn nhau một khi chưa thể có được tâm bình khí hòa thì không nên nói chuyện với người khác thái độ không chân thành lời nói ra cũng chẳng thể có thành ý, chỉ khiến cho người khác tức càng tức hơn. Trên đời này có biết bao nhiêu người chỉ vì ứng xử không tốt mà tình cảm mỗi ngày mỗi xa. Hậu quả khi một người không hiểu được giá trị của việc giao tiếp đó chính là chia cắt. Khống chế được thái độ bản thân, ấy chính là người làm chủ. Bị thái độ khống chế, ấy lại là người bị dắt mũi. Học được cách bình tĩnh chính là học được cách khống chế tâm thái của mình. Tâm thái bản thân được khống chế vậy thì còn gì có thể cản trở bạn thành công. Hãy nhớ, người chịu được tính khí của bạn chính là người yêu bạn, người trị được tính khí của bạn lại cũng chính là người yêu bạn, vậy nên đừng để những người yêu thương mình bị tổn thương. Câu chuyện thứ 8, không bao giờ là quá muộn để làm việc tốt. Dũng khí lớn nhất của người ta chính là tự nhận ra được sai lầm của bản thân mình, biết hối hận, phản tỉnh, dám đứng trước người khác để thừa nhận sai lầm. Người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Genkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình không mấy chốc gen đem lòng say mê người vợ của chủ mình anh lập mưu loại bỏ người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà nhưng không mấy chốc người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỳ đê tiện gen đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác ở đó anh sống qua ngày bằng nghề hành khất trong cảnh bần cùng khốn khổ Gen Kai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ đi vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Gen Kai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thực, ban đêm đảo đường xuyên qua núi. Gen Kai cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời. Hai năm trước khi Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã loại bỏ trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thể sẽ làm như vậy với Zenkai để báo oán cho cha mình. Biết trước mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: Tôi xin sẵn sàng chịu tội, nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm giờ. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy lấy mạng tôi người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha nhưng trong khi chờ đợi không biết làm gì người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào đường với gen cai mà vẫn nuôi trí báo thù cho cha nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã hại cha mình người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh thay vào đó anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của gen cai con đường đã được hoàn thành trước dự định giờ đây dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ đúng lời hứa, Gen Cai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Gen Cai dậy vừa nói trong tiếng khóc, làm sao tôi có thể lấy mạng thầy của tôi được. Câu chuyện trên đây hàn hàm chứa được nhiều bài học. Ngạn ngữ La Tinh thường nói, sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỷ. Nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm còn biết nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là tình liên đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thực tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người và tu dưỡng lớn nhất đời người là khoan dung, tha thứ. Câu chuyện thứ 9, người thành thật không phải người ngốc mà chính là bậc đại trí giả. Một ngày nọ, các nhân viên trong công ty điện ảnh đang làm việc thì chiếc máy quay phim đột nhiên xảy ra trục trặc. Bởi vì chiếc máy này là loại cao cấp đắt tiền được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, cho nên bộ phận quản lý của công ty sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Sau khi người quản lý gọi điện cho đại diện của bên bán báo về tình hình trục trặc của chiếc máy thì có một nhân viên của bên bán hàng đến sửa chữa bởi vì thứ nhất là sợ máy bị nhân viên bên bán làm hỏng, thứ hai là sợ bị đòi tiền công sửa chữa cao, cho nên người quản lý này đã một mực đi theo giám sát người sửa chữa. Nhân viên của bên bán sau một hồi kiểm tra sửa chữa cuối cùng đã dừng lại. Quản lý ngồi bên cạnh hỏi, anh có thể sửa được không? Mất bao nhiêu tiền? Nhân viên bên bán nói, có thể sửa được, phí tồn là 500.000 đồng. Sao đắt vây? Người quản lý hỏi lại, không thể rẻ hơn một chút sao? Có thể, Nhân viên bán hàng tươi tỉnh trả lời, thực ra cũng không có vấn đề gì lớn cả. Anh chỉ cần vệ sinh nó theo cách đã ghi trong quyền hướng dẫn sử dụng là được. Nếu các anh tự mình làm thì chúng tôi sẽ không thu tiền. Người quản lý dựa theo quyền hướng dẫn sử dụng, vệ sinh một lát, quả nhiên chiếc máy lại hoạt động được bình thường. Anh vô cùng cảm kích trong lòng. Một thời gian sau, chiếc máy lại xảy ra trục trặc. Người quản lý lần này cố ý gọi điện báo cho bên bán cử người đến kiểm tra sửa chữa. Nhân viên bên bán máy sau một hồi kiểm tra liền nói, máy của anh phải thay linh kiện, chi phí là 10000.000 đồng. Người quản lý vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lập tức thương lượng, nếu chúng tôi mua linh kiện và tự mình thay thì 100.000 đồng. Nhân viên bán hàng rất thành thật nói, chúng tôi chỉ lấy tiền vốn thôi. Sau khi thay linh kiện mới, chiếc máy lại chạy bình thường. Người quản lý nhịn không được liền hỏi, nếu ông chủ của anh biết anh đi sửa chữa như thế này thì có sa thải anh không? Nhân viên bán hàng cười nói, chính ông chủ đã yêu cầu chúng tôi làm như thế. Người quản lý này không thể tin nổi, nghi ngờ hỏi lại, thực sự là ông chủ của các anh đã yêu cầu thế sao? Nhân viên bán hàng quả quyết nói, đúng vậy. Sau khi nhân viên bán hàng đã hoàn thành công việc của mình xong ra về, người quản lý vẫn hoài nghi mãi trong lòng, một công ty mà lại làm ăn như vậy, chẳng lẽ họ không muốn kiếm tiền à? Nghĩ mãi không ra câu trả lời. Người quản lý quyết định đến công ty bán máy này hỏi rõ. Ngày hôm sau, người quản lý đến công ty bán máy xem xét, thật bất ngờ, đó là một cửa hàng khang trang, rộng lớn, hơn nữa, khách hàng đến mua máy đồng nối tiếp nhau không dứt. Người chủ cửa hàng đón tiếp người quản lý kia một cách nhiệt tình, niềm nở. Sau khi anh ta nói rõ lý do mình đến, người chủ cửa hàng nói, anh là vị khách thứ 20 đến đây hỏi tôi về vấn đề này đấy. Người chủ cửa hàng nói, thành thật không tốt sao? Người quản lý vội trả lời, tốt là tốt. Nói thật là các anh khiến tôi có cảm giác các anh quá trung thực. Chẳng lẽ các anh không biết là có rất nhiều khách hàng, như tôi chẳng hạn, đối với máy quay thì rất là u mê, thiếu hiểu biết sao. Các anh hoàn toàn có thể thu được số tiền sửa chữa cách xù đấy. Người chủ cửa hàng tươi cười, anh thấy rồi đấy. Mỗi ngày khách hàng đến cửa hàng chúng tôi đều là để mua máy. Họ đến với chúng tôi là bởi vì chúng tôi thành thật trung thực và giữ chữ tín đối với các dịch vụ sau bán hàng giữa chi phí sửa chữa và lợi nhuận thu về từ việc bán máy anh chọn cái nào sau một hồi nghe ông chủ cửa hàng giải thích người quản lý bừng tỉnh đại ngộ quả thực lợi nhuận từ bán máy là cao hơn chi phí sửa chữa gấp bội phần kỳ thực cách thực hiện của công ty này nhìn thì như là ngốc ngách nhưng trên thực tế thì chính là như đại trí giả ngốc mà thôi trong xã hội mà trung thực và thành tín trở thành một thứ khan hiếm như hiện nay thì đây là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công Đồng thời, người giữ được sự trung thực, thành tín thì cũng là giữ được cái gốc của đạo đức làm người. Người mà trong xã hội hỗn loạn vẫn giữ được phẩm chất đạo đức làm người thì thật là người đáng quý, đáng trân trọng. Câu chuyện thứ 10, sống trên đời thay vì trách than, chi bằng hãy hoàn thiện bản thân. Sống trên đời này thay vì trách than về điều gì đó, chi bằng hãy hoàn thiện bản thân, rũ bỏ mọi oán trách để khám phá niềm vui của cuộc sống. Câu chuyện về Tăng Quốc Phiên và những người em trai cùng những bài học chu du các nước của khổng tử dưới đây hy vọng có thể giúp chúng ta hiểu rằng cuộc sống không cần oán trách tất cả đều đã có an bài cả đời của tăng quốc phiên có thể được xem là khá êm đẹp thuận lợi công thành danh toại nhưng em trai của ông thì không được tốt như vậy người em thứ tư và thứ sáu của ông đều là dùng tiền để mua chức giám sinh người em thứ chín và người em nhỏ nhất tuy là thi đỗ tú tài nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó bốn người em trai này khá là âu sầu phiền muộn nên thường nói rất nhiều lời than vãn người em thứ sáu của tăng quốc phiên là tăng quốc hoa rất có tài thiên phú trong sáng tác văn thơ tăng quốc phiên luôn hy vọng người em này có thể đỗ đạt làm nên sự nghiệp nhờ tài năng văn chương này tăng quốc hoa cũng rất tự tin nhưng trong các kỳ khoa cử ông lại luôn gặp bất lợi đây là một đả kích rất lớn đối với ông một chàng trai trẻ từng có ý chí rất cao mà lại liên tục thất bại trong khoa cử như vậy tâm lý của ông đã suy sụp cùng cực và rồi ông cứ không ngừng oán thán, tăng quốc hoa than trách rằng quan khảo thí không có tầm nhìn, không hiểu được bài viết của mình, thậm chí ông còn oán trách cả người vợ không biết tự lo thân khiến ông không thể dồn hết sức để học. nhưng từ đầu chí cuối ông chưa bao giờ đi tìm nguyên nhân từ bản thân. sau khi tăng quốc phiên biết chuyện liền viết thư gửi đến cho tăng quốc hoa, trong thư đã mắng người em này một trận ra trò. tăng quốc phiên nói để thì không đậu đều là tại đệ đã không nỗ lực, không chịu cầu tiến giờ còn trách ai đây để có tư cách gì mà than trách chứ trong mắt của tăng quốc phiên oán trách quá nhiều là một biểu hiện của kẻ vô tích sự người như vậy khi gặp một chút chắc trở liền không ngừng than trách đó là người không có tương lai tăng quốc phiên nói nếu than vãn quá nhiều thì sẽ càng có nhiều áp lực hơn nếu vô cớ oán trời thì trời sẽ không cho nếu vô cớ trách người thì người sẽ không phục điều này rất có lý lẽ những người than phiền quá nhiều con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ đi, bởi vì họ không biết tự xem xét bản thân, không biết cải thiện và nâng cao giá trị. Thất bại là không thể tránh khỏi, và những lời than phiền của họ sẽ gây phản cảm với người khác, khiến người khác phải tránh xa. Trong luận ngữ hiến vấn, khổng tử đã từng nói, không oán trời, không trách người, học điều nhỏ nhặt biết thứ lớn lao, chỉ có trời mới hiểu được ta. Khổng tử chu du nhiều nước, gặp đủ mọi chuyện suối quẩy trên đời, có lúc giống như kẻ lang thang không nhà nhưng ông không bao giờ than trách cả khổng tử không oán trời không trách người mà biết tu thân dưỡng đức hoàn thiện bản thân mình người trưởng thành mà biết tự tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình là tốt rồi không có loại nỗ lực nào là lãng phí cả mọi thứ đều đã có an bài phải tin rằng chúng ta chỉ cần cố gắng thì dù cho không thành công cũng sẽ có những gặt hái khác những người không chịu cố gắng đến khi gặp thất bại lại còn oán trách người khác Than phiền về sự việc thì chính là những người vô tích sự nhất, không còn hy vọng nữa. Câu chuyện thứ 11, bớt so sánh đi một phần, cuộc sống sẽ vui vẻ thêm một phần. Chỉ cần có tấm lòng bao dung với tất cả, không những trân quý bản thân mình mà còn trân trọng giá trị của người khác, cuộc sống này sẽ càng ý nghĩa hơn. Con gái tôi và đứa bạn thân tên là Daisy rất hợp nhau, hai đứa vẫn thường quấn quýt và chơi vui vẻ bên nhau. Hôm ấy, khi ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa, tôi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của đôi bạn nhỏ này con gái tôi giơ lên chiếc áo khoác màu đỏ có in hình chú gấu mà nó rất thích rồi hỏi daisy bằng ánh mắt háo hức daisy bạn thấy chiếc áo này của mình có đẹp không daisy trả lời với giọng thản nhiên không đẹp con gái tôi hỏi lý do vì sao daisy trả lời bởi vì bạn có mà mình không có cuộc đối thoại giữa hai đứa trẻ làm tôi giật mình tôi suy nghĩ rất lâu tự hỏi tư tưởng của con trẻ rốt cuộc phát triển như thế nào trước kia chúng mơ mơ hồ hồ không biết đến so sánh là gì vậy mà hiện nay chúng đã bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa bản thân và người khác một khi ý thức ra sự khác biệt đó sẽ có sự so sánh tôi biết rằng câu trả lời của daisy không phải xuất phát từ tâm đố kỵ chỉ là cô bé phát hiện ra mình không có còn bạn mình lại có nên trong lòng cảm thấy có chút không công bằng tư tưởng của trẻ con rất đơn giản mặc dù cuộc đối thoại vừa rồi khiến người lớn giật mình nhưng quả thật chúng vẫn vô tư lự chơi đùa với nhau một cách vui vẻ sau đó tôi giải thích cho bọn trẻ rằng người khác sẽ có thứ mà chúng ta không có và chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn có những thứ mà người khác không có giữa người với người là không giống nhau không thể so sánh cũng không cần thiết phải so sánh với người khác chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi và chúng gật gật đầu tôi tiếp tục giảng giải chính bởi sự khác nhau giữa người với người như vậy mới làm cho thế giới này có ý nghĩa hơn nếu tất cả đều như nhau thì có phải là quá đơn điệu không nói ví dụ về việc mặc quần áo trong thế giới của người lớn nếu không may gặp một người khác mặc một cái áo giống mình họ sẽ gọi đó là đụng hàng và việc này cũng không lấy gì làm vui vẻ cả hai đứa trẻ nghe thấy từ đụng hàng liền cười vang thích thú cuộc sống mệt mỏi phần nhỏ do sinh tồn phần lớn bởi vì so sánh trong cuộc sống khi so sánh với người khác thực ra chúng ta đang tự làm khổ mình theo đạo lý phật gia mỗi người đều có vận mệnh của mình. Giàu nghèo hay sướng khổ đều được an bài dựa trên đức và nghiệp của bản thân đời này, đời trước. Vì thế việc so sánh rồi than thân trách phận là trong mê mà không ngộ, suốt đời vì tận đó, ghen tị mà để tâm chẳng được an vui. Cuộc sống mãi mãi đều luôn đa dạng như vậy, giữ tâm rộng lượng bao dung với tất cả, thấy được điều tốt đẹp của bản thân, càng cảm nhận được nhiều hơn điều tốt đẹp của người khác, bạn sẽ hiểu rằng Thực ra mỗi người đều hoàn hảo và không hoàn hảo theo một cách khác nhau, và đó là lý do mà chúng ta tồn tại để tốt hơn chính ta của ngày hôm qua. Câu chuyện thứ 12, thất bại vì xa hoa. Người xưa nói, kiệm, đức chi cộng dã, sĩ, ác chi đại dã, ý rằng tiết kiệm và đức đi cùng nhau, lãng phí và làm điều ác, tác hại đều lớn cả. Nhìn lại các vị tiền nhân trong lịch sử, đều thành nhờ cần kiệm, bại do xa xỉ. Cần kiệm là mỹ đức truyền thống của dân tộc. Từ đơn vị nhỏ là một người, một gia đình, nhìn rộng ra là một quốc gia, cả một nhân loại, muốn sinh sống, phát triển, đều không thể rời khỏi hai chữ cần kiệm. Con người nhất định không thể để cho những phồn hoa ngắn ngủi mà mê mờ hai mắt, càng không thể vì xa hoa lãng phí trong cuộc sống mà khiến cho tâm trí mất đi phương hướng, lãng phí quá độ cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại. Gia Cát Lượng trong giới tử thư có viết, tính để tu thân, kiệm để dưỡng đức, ở Hồng Kông có vị thương gia giàu có tên Lý Gia Thành cũng là một tấm gương tốt về cần kiệm. Trong giáo dục gia đình, ông yêu cầu hai con khi ra đường phải đi xe công cộng, còn nói với con, trên xe công cộng, các con có thể gặp được người ở đủ mọi tầng lớp trong xã hội, có thể thấy được người bình thường phổ thông nhất sinh sống ra sao trong xã hội, điều này đối với các con chính là thể nghiệm thực sự. Vì thế, hai anh em này từ nhỏ đã chăm chỉ học hành, làm việc, đem số tiền kiếm được giúp đỡ những học sinh khó khăn không hề bị nhiễm thói xa hoa của trẻ nhà giàu, còn lý gia thành càng nghiêm túc kỷ luật với bản thân, cũng đi xe công cộng như các con, một bộ âu phục mặc 10 năm, cùng ngồi ăn bữa cơm với nhân viên. Câu khẩu hiệu xe đến trước núi ắt có đường, có đường thì sẽ có Toyota là của công ty Toyota, nơi mà việc quản lý cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, găng tay lao động bị rách một chiếc thì chỉ thay một chiếc, giấy văn phòng dùng một mặt còn để dành dùng mặt sau công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới lại có ý thức tiết kiệm mạnh mẽ đến thế, thật khiến người ta khen ngợi. Câu chuyện thứ 13, con người thất bại vì lười biếng. Khang Hy từng dạy con cái, thánh nhân lấy lao động làm phúc, xem an nhàn là họa. Thất bại không đáng sợ mà lười biếng mới đáng sợ, một khi trở nên lười nhác, mọi việc đều hỏng cả. Nếu lười nhác lúc học hành thì thành tích đương nhiên không thể tốt, nếu lười biếng trong công việc, sự nghiệp tự nhiên không tốt cho dù bạn có kế thừa gia tài lớn, nếu như bạn là một người lười nhác, cũng sẽ nhanh chóng khiến toàn bộ gia sản bốc hơi. Hai con ngựa kéo hai chiếc xe lớn, chiếc xe phía trước chạy thật nhanh, chiếc xe đằng sau vừa chạy vừa nghỉ. Thế là người ta đem hàng hóa của xe phía sau để lên xe phía trước, đợi đến khi đồ đạc ở sau xe được dọn sạch, con ngựa ở đằng sau mới nhẹ bước nhanh lên, đồng thời nói với con ngựa phía trước, người vất vả rồi, chảy cả mồ hôi, người càng cố gắng làm việc, người ta sẽ càng đầy đọa ngươi. Lúc đến nơi, chủ nhân nói, nếu chỉ dùng một con ngựa kéo xe, vậy ta nuôi hai con để làm gì? Chi bằng nuôi một con thật tốt, con kia đem làm thịt, cũng còn có được một bộ da. Thế là con ngựa lười biếng kia đánh mất đi sinh mệnh, trong nhà người chủ kia thì treo lên một miếng da ngựa. Đã từng có người hỏi một vị đại sư ở trong chùa, vì sao lúc niệm Phật phải gõ cá gỗ? Đại sư nói, nói là gõ cá gỗ, kỳ thực là gõ người. Vì sao không gõ gà, gõ dê, mà phải gõ cá? Đại sư cười nói, cá là loài động vật cần cù và nhanh chóng, suốt ngày mở to đôi mắt, bơi lội bốn phương. Cá siêng năng như thế mà lúc nào cũng gõ nhắc, huống chi là người lười biếng cơ chứ. Bởi vì lười nhác mà rất nhiều người có cuộc sống bình thường, chẳng lưu lại gì. Đa số những người có thành tựu đều là người chăm chỉ. Con người muốn chăm chỉ thì phải không ngừng thúc giục chính mình, cố gắng vượt qua tật lười nhác. Cần cù có thể tạo nên một vĩ nhân đồng thời cũng giúp chúng ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cổ ngữ nói, lưu thủy bất hù, hộ su bất đố, ý rằng nước chảy thì không bị thối giữa, trụ cửa thường chuyển động thì không bị mối mọt, lười biếng giống như một bệnh dịch đáng sợ, chậm chậm thay đổi vận mệnh của con người, nuốt lấy cuộc sống của con người. Thật ra, rất nhiều người biết rõ sự nguy hại của lười biếng, nhưng vẫn cứ hồ đổ được chăng hay chớ. Khi các chương trình truyền hình hiện nay thay đổi quá nhanh, họ chỉ lo bàn chuyện phiếm sau bữa cơm, tiệc trà hoặc trò chuyện phiếm trên mạng, đối với sự đời vô thường thì than vãn, đối với vinh dự của người khác thì ngấm ngầm ghen tị, bị sự lười biếng đầu độc mất rồi. Câu chuyện thứ 14, con người thất bại vì kiêu ngạo. Vương Dương Minh từng nói, ngàn tội trăm ác đều từ ngạo đi lên. Trong cả đời, con người không thể không cứng cỏi, nhưng không được kiêu căng. Tây sở bá vương hạng vũ tự nhận mình xuất thân quý tộc, anh hùng cái thế, sức mạnh nhổ núi sông, có được trăm vạn hùng binh, không xem Lưu Bang có xuất thân bình thường ra gì. Nhưng Lưu Bang thiện đãi trương lương, hàn tín, tiêu hà, từ thế yếu chuyển thành thế mạnh. Rốt cuộc, kết quả là hạng vũ thảm bại. Một trong những nhân vật chính của thời chiến quốc, trong câu chuyện tôn bảng đấu trí, bảng quyên từng là tướng quân của nước ngụy, bởi vì ghen với hiện tại, hãm hại đồng môn tôn tẫn khiến tôn tẫn trốn về nước tề. Nguyên nhân thất bại của bảng quyên là vì ông tự cao tự đại, Tuy rằng tài năng quân sự của ông không tệ, nhưng ông không biết giấu kín tài năng của mình. Theo lịch sử ghi lại, bảng quyền rất vui mừng khi lập công, có một chút công lao nhỏ nhoi cũng thổi phồng lên tận trời cao. Vì thế, ông ở tại nước Ngụy bị rất nhiều người bài xích, nếu không phải bảng quyền có chút tài năng, đoán chừng sớm đã bị Ngụy Vương giết mất. Cũng là bởi vì ông tự cao tự đại, mới khiến cho Tôn Tấn có cơ hội thừa dịp nắm bắt được khuyết điểm này, cuối cùng bảng quyền thất bại ở chính điểm yếu này của mình một người không biết giấu kín tài năng của mình đó chính là ngạo mạn một người không ý thức được chính mình ỉ vào tài năng mà trở nên kiêu căng đó lại là ngu xuẩn tự thổi phồng bản thân cuối cùng chỉ khiến phẩm chất đạo đức càng ngày càng suy bại có tài mà không kiêu chính là phẩm chất không có tài nhưng nỗ lực chính là có đức và khi bạn đặt tư thái điệu bộ ở vị trí thấp nhất tuy rằng phúc chưa đến nhưng họa thì đã tránh xa có thể khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác thỉnh giáo người khác mới có thể tiếp thu ý kiến rộng rãi, khiến bản thân thêm tinh tấn, một người kiêu ngạo tự cao tự đại, kết quả cuối cùng đều tự hủy hoại bản thân trong sự kiêu căng đó. Câu chuyện thứ 15, làm người quý nhất ở tấm lòng chân thành. Tất cả mọi người đều ưa chuộng sự thật, người ta thà lựa chọn một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp. Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực, và cuộc sống không thể nở ra những bông hoa rực rỡ từ những lời nói dối con người chiến thắng nằm ở sự chân thành giá trị nằm ở sự bao dung đức độ nằm ở sự chừng mực không cần quá nhiều đạo đức giả và xu nịnh thuở sơ khai có một nghệ sĩ giả có cả đức lẫn nghệ tuy đã lui về hậu trường nhiều năm nhưng danh tiếng lên cao người đến xin hợp tác lúc nào cũng đông không ngớt bất kể là ai tới cửa anh đều khiêm tốn và lịch sự đón tiếp khách cũng nhã nhặn tuy nhiên số người được anh chọn làm đối tác hợp tác rất hiếm nguyên nhân là do hầu hết mọi người đều không thật họ chỉ muốn đi qua cửa sau bí mật nhét thẻ ngân hàng mánh khóe và sử dụng các chiêu bài từ thiện những người có cơ hội hợp tác đều ăn mặc giản dị với tay áo rỗng anh nghệ sĩ nói cuộc sống không thể nở ra những bông hoa rực rỡ từ những lời nói dối con người sống dựa trên tấm lòng lương thiện không lừa dối người khác cư xử ngay thẳng làm việc gì cũng đúng bổn phận của mình trong cuộc sống những người càng thông minh thì họ càng chú ý đến sự chính trực bởi vì họ biết rằng con người không thể đứng vững nếu không có lòng thành và sự nghiệp không thể thịnh vượng nếu không có lòng thành giữ chữ tín tốt sẽ có nền tảng để đứng trên thế giới như khổng tử nói vô tín nhi bất lập ý nói rằng người mà không giữ chữ tín thì không có chỗ sinh tồn và chỗ đứng trên thế gian này chỉ bằng cách giữ trái tim nhân hậu và giữ cho điểm mấu chốt của sự lương thiện chúng ta mới có thể nở ra bông hoa rực rỡ nhất của cuộc đời một số người nghĩ rằng họ thông minh và có kỹ năng nhưng họ không biết rằng nền tảng của sự tương tác và hợp tác giữa mọi người nằm ở sự tin tưởng lẫn nhau lòng tin giống như một tấm gương một khi đã vỡ thì dù có sửa chữa đến đâu danh tiếng cũng vẫn bị hủy hoại thay vì làm việc chăm chỉ vì lợi ích nhất thời tốt hơn là sống trên đời với tấm lòng chân thành đối xử tốt với người khác nghiêm túc làm việc và tích lũy danh tiếng tốt cho bản thân bao dung chân chính là cho người ta một chút nhân phẩm bạn tôi làm việc trong một khách sạn và đã từng chứng kiến cảnh tượng như này ngay sau tiệc cưới trong khách sạn một ông già mặc quần áo sộc sực bước vào lấy túi ni lông trong túi quần ra rồi đổ thức ăn vào người quản lý khách sạn tình cờ ghé thăm nơi đây và thoáng nhìn thấy ông già trong góc nhân viên phục vụ nhìn thấy muốn đuổi ông lão đi quản lý đã ngăn lại chờ ông lão rời đi sau đó nhân viên phục vụ hỏi lý do và người quản lý nói theo quy định của khách sạn cô sẽ xuất hiện xử lý ngay lập tức nhưng nếu không phải vì gia đình khó khăn thì làm sao có người lén lút giả bộ vào lúc này chắc chắn là không muốn người khác nhìn thấy cô sẽ làm ông lão xấu hổ nếu như đi ra người khoan dung có tấm lòng nhân ái họ có thể bao dung những thiếu sót khiếm khuyết của người khác thấu hiểu những khó khăn vất vả của người khác có thể chia sẻ những khó khăn và niềm vui của người khác những người có nhân cách càng cao họ càng biết cách đối xử và bao dung với người khác từ tận đáy lòng và khiến mọi người cảm thấy thoải mái việc đánh giá một con người không thể chỉ dựa vào lý lịch giàu nghèo hiểu biết mà phải dựa vào tư cách thực sự của người đó hòa hợp với những người khiêm tốn giống như một làn gió xuân họ giản dị và thân thiện khuôn mẫu của họ được ngưỡng mộ và sự tự tu dưỡng của họ thật đáng ngưỡng mộ những người khiêm tốn sống một cuộc sống thanh bạch nhất họ che giấu những thành tích của mình trong những điều tầm thường dùng sự khiêm tốn để che đậy góc cạnh của mình giữ một sự cao quý trước sự vẩn đục của thế giới. Họ kiên định với những tham vọng và bình tĩnh đối mặt với cuộc sống khó lường với một thái độ bình yên và lạc quan. Câu chuyện thứ 16, tại sao nói người sĩ diện không bằng người có bản lĩnh? Sĩ diện ở một mức độ nhất định, nếu như xuất phát từ danh dự của bản thân, cũng không có gì là sai, ai chẳng muốn được người khác xem trọng. Nhưng nếu đến mức ra vẻ hảo hán, sĩ diện sẽ trở thành một loại gánh nặng, đó là chết sĩ diện, sống khổ thân rồi thời xưa có một chuyện cười có một học trò trong nhà rất nghèo nhưng lại rất sĩ diện anh ta luôn sợ mất thể diện mà đành phải làm ra vẻ hào phóng chưa bao giờ nói trong nhà thiếu tiền có tên trộm cho là y thật sự giàu có một tối nọ đến nhà ăn trộm lại phát hiện ra trong nhà ngoài bốn bức tường chẳng có thứ gì đáng giá bèn chửi rủa suối quẩy ra là tên nghèo kiết xác người học trò nghe thấy vội vàng mò ở đầu giường ra mấy văn tiền đuổi theo ăn trộm nói là ngươi tới không đúng lúc cầm lấy tiền này đi đi. Nhưng mà ngươi ra ngoài để lại cho ta chút thể diện, tuyệt đối đừng nói là nhà ta nghèo rớt mồng tơi đấy. Chiết ra người anh dắt sổ nói, bệnh sĩ diện của người Trung Quốc thường làm cho người nước ngoài cảm thấy lố bịch. Ai cũng đều muốn giữ mặt mũi, thậm chí cả một ăn mày thấp hèn cũng như thế. Nếu như bạn không muốn vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức của người Trung Quốc, vậy thì đừng làm cho họ bị mất mặt, bằng không bạn chính là đang làm nhục họ. Thật ra, sĩ diện ở một mức độ nhất định, nếu như xuất phát từ danh dự của bản thân, cũng không có gì là sai. Khi gọi là người cần thể diện, cây cần vỏ, ai chẳng muốn được người khác xem trọng, thậm chí thường xuyên ngưỡng mộ. Nhưng nếu đến mức ra vẻ hảo hán, sĩ diện sẽ trở thành một loại gánh nặng, đó là chết sĩ diện, sống khổ thân rồi. Người cực kỳ sĩ diện thường là vì nội tâm mềm yếu, không tự tin, cho nên mới cần dùng thể diện để chứng minh bản thân, mà người có nội tâm mạnh mẽ thường không để ý quá nhiều nếu bị mất mặt cổ đại có một câu chuyện khác hai người nọ đi cùng nhau người thứ nhất nhìn thấy phía trước có một cố kiệu đẹp đẽ quý giá đi tới liền nói với người thứ hai chủ nhân của cố kiệu này là bạn thân của tôi y mà nhìn thấy tôi thì nhất định sẽ hạ kiệu thi lễ nhưng tôi không thích thấy người sang bắt quàng làm họ nên phải tránh đi nói xong liền đến trốn ở cổng của một căn biệt phủ gần đó không ngờ căn nhà đó lại là của chủ nhân trong cố kiệu vị chủ nhân kia hạ kiệu thấy có người trốn ở cổng nhà mình rất tức giận quát ngươi ở cổng nhà ta lén lén lút lút làm gì đấy? Sau đó hạ lệnh người hầu đánh đuổi ông ta đi. Người kia nhìn thấy ông bạn mặt mũi sưng bầm hỏi, nếu huynh là bạn thân của ông ta, tại sao lại bị đánh đuổi thế này? Ông ta trả lời, y trước giờ vẫn thế, hay trêu chọc tôi quen rồi. Tìm mọi cách giữ lấy sĩ diện, cuối cùng thường ngược lại bị làm cho mất mặt. Nhân sinh ở đời, người thông minh coi trọng bên trong, để cao bản thân từ trong tâm, làm cho bản thân ngày càng mạnh mẽ mà người ngu dốt thì coi trọng mặt mũi theo đuổi bề ngoài thường khổ không thể tả mặt mũi có thể là một gánh nặng trong lòng càng để ý thì càng nặng nề càng bị nó quản chế có một câu nói rằng một người càng vô dụng lại càng bị ám ảnh bởi những thứ không quan trọng lúc nào cũng muốn thể hiện lòng tự trọng to lớn của bản thân bởi vì ngoại trừ lòng tự trọng ra người đó không còn cái gì khác cái mà chúng ta gọi là thể diện đối với những người trẻ tuổi hai bàn tay trắng khát khao thành công tự tôn quá mức thật ra lại là chướng ngại vật thực tế đối với một vài người yếu ớt nhạy cảm tự tôn lại trở thành thứ vũ khí tự tôn lớn hơn tình yêu thậm chí lớn hơn trời sự tự tôn mẫn cảm và hiếu thắng thật ra bắt nguồn từ tự ti nữ tác giả người pháp josina đã từng nói thứ dơ bẩn nhất trên đời không gì hơn được tự tôn bởi vì có sự tự tôn một người yếu ớt tự ti nhạy cảm và vô dụng có được cái cớ và vỏ bọc tốt nhất tự tôn và sĩ diện quá cường điệu thật ra cho thấy chưa từng trải sự đời bởi vì người có cảnh giới càng cao càng không quan tâm nhiều đến mặt mũi mọi người tôn trọng tiêu chuẩn của một người là do nhìn vào bản lĩnh thực sự của người đó bởi vì càng bản lĩnh địa vị mới có thể càng cao cách nhìn nhận cũng không giống nhau có người trong cách đối nhân xử thế và sinh hoạt hàng ngày khá trịnh trọng và tỉ mỉ thứ nhất là vì muốn phù hợp với thân phận và giá trị của bản thân thứ hai là mong muốn có một cuộc sống tinh tế và chất lượng hơn nhưng quá sĩ diện và làm ra vẻ thì chỉ là ham mê hư vinh khoác lác về bản thân tìm kiếm sự chú ý khiến chính mình mệt mỏi có khi lại còn liên lụy người khác loại sĩ diện này có hại sẽ làm con người đánh mất tâm trí lầm đường lạc lối người thực sự có năng lực sẽ không mưu cầu danh lợi khua trương múa chống phô trương thanh thế bởi vì đã có bản lĩnh bên trong sẽ không cần dựa vào thể diện để làm người khác xem trọng mình. Còn nếu vẫn chưa đạt tới điều kiện và mức độ nhất định, không nên ra vẻ là trang hảo hán, nhất định sẽ rất mệt mỏi khổ sở, lại không thể trao dồi năng lực của bản thân, phí tất cả thời gian và công sức vào cái gọi là thể diện. Không có bản lĩnh, sẽ không chỉ mất mặt khi phải cầu xin người khác, còn có thể bỏ lỡ mất người khiến bạn cảm động, thậm chí bỏ lỡ mất phong cảnh của nhân sinh. Câu chuyện thứ 17, Sống ở đời thiếu thành thật thì sẽ chẳng được gì chuyện kể rằng trước đây có hai người bạn trẻ tuổi thân thiết thường ngày đều đối xử tốt với nhau một người tên là thông minh người còn lại tên là thành thật một ngày nọ hai người bạn cùng lên thuyền đi ngao du cùng nhau cuộc ngao du trên biển lúc đầu rất vui vẻ nhưng đến một ngày thuyền của họ gặp phải một cơn bão to gió lớn chiếc thuyền mà hai người đang đi bị sóng đánh rất dữ dội nguy cơ lật thuyền luôn cận kề may sao lúc đó có một chiếc thuyền cứu nạn đi tới nhưng trên thuyền chỉ còn trống một chỗ. Người thanh niên trẻ tuổi tên là Thông Minh vừa thấy tình hình không hay liền nhanh chóng đẩy thành thật ngã rúi rụi để tranh lên thuyền cứu nạn. Thành thật suýt ngã xuống biển, anh ta sợ hãi ôm chặt mạng thuyền và may mắn thay sóng gió đã đưa đẩy anh giạt vào một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Thành thật không còn cách nào khác đành phải ngồi trên bờ cát chờ thuyền đi qua cứu nạn. Ngày hôm sau, quả nhiên từ xa có một chiếc thuyền cùng với những bản nhạc vui nhộn đi tới. Thành thật lập tức đứng dậy, nhìn về phía con thuyền đang mở nhạc và vô cùng mừng rỡ vì con thuyền đang tiến về phía hòn đảo hoang vu anh nhìn thấy trên chiếc thuyền có một lá cờ đề hai chữ sung sướng thành thật vội gọi to sung sướng sung sướng tôi là thành thật đây anh hãy cứu tôi với sung sướng vừa nghe tiếng gọi liền đáp trả không được không được rồi tôi mà có thành thật thì sẽ không thể sung sướng được đâu anh hãy nhìn xem trên thế giới này có biết bao nhiêu người bởi vì nói lời thành thật mà không được sung sướng vui vẻ vừa dứt lời sung sướng liền rẽ hướng khác mà đi một thời gian sau một chiếc thuyền nhỏ gắn tên địa vị đi tới thành thật vội gọi to địa vị địa vị tôi là thành thật anh có thể cho tôi cùng về được không địa vị vừa nghe vội trèo thuyền ra xa và quay đầu nói không được không được tôi không thể cho anh lên thuyền của tôi được địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì nếu như có anh thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình thành thật vô cùng thất vọng nhìn địa vị rời đi trong lòng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu anh ta đành phải ngồi trên bờ cắt nơi đảo hoang tiếp tục đợi chờ rất lâu sau lại có một con thuyền nữa đi tới thành thật vừa thấy con thuyền mang tên cạnh tranh đến liền hô lớn cạnh tranh cạnh tranh tôi là thành thật anh có thể cho tôi lên thuyền của anh để về nhà được không cũng như những con thuyền trước cạnh tranh vừa nghe thấy vội vàng từ chối anh đừng đem phiền toái đến cho tôi hiện giờ thế giới cạnh tranh khốc liệt như vậy tôi mà có anh thì làm sao cạnh tranh nổi với người ta đây nói dứt lời cạnh tranh lập tức rời đi không lâu sau đó đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những tia chớp và tiếng sấm sét nổi lên dữ dội cuồng phong cuồn cuộn thổi tới làm sóng biển dâng lên ầm ầm thành thật đang trong lúc hoang mang đến tuyệt vọng nhất thì chợt nghe thấy một âm thanh vừa đôn hậu vừa thân thiết cậu bé hãy lên thuyền đi thành thật nhìn lên thì nhận ra đó chính là ông lão thời gian, bèn hỏi. Vì sao ông lại cứu tôi? Ông lão thời gian mỉm cười đáp. Chỉ có thời gian mới có thể biết được thành thật là quan trọng đến mức nào. Trên hành trình trở về nhà, ông lão thời gian chỉ vào những con thuyền bị sóng đánh lật mà trên đó có trở thông minh, sung sướng, địa vị, cạnh tranh rồi trầm mặc nói. Đã không còn thành thật thì thông minh sẽ chỉ tự hại chính mình, sung sướng sẽ không được lâu dài địa vị chỉ là thứ giả tạo và cạnh tranh cũng sẽ thất bại mà thôi. Câu chuyện thứ 18, dọn sạch ba thứ rác trong lòng, cuộc sống tự do và dễ dàng hơn. Đầu não con người đôi khi cũng giống như cái thùng chứa vậy, trải qua thời gian lâu dài nhất định sẽ tích tụ những điều bất hảo. Chỉ bằng cách thường xuyên dọn dẹp nó, loại bỏ những suy nghĩ không nên có và cảm xúc tồi tệ hỗn loạn, con người mới có thể sống được tự do tự tại. Đường đời của Vương Dương Minh chứa đầy những gian nan chắc trở ông từng bị tù đầy, bị giáng chức, bị ghen ghét công trạng, bị vu oan tội phản quốc. Có thể nói, ông đã chịu đủ sự bạc béo của số phận. Tuy vậy, Vương Dương Minh chưa từng cảm thấy buồn chán mà luôn giữ một tâm thái lạc quan vui vẻ. Theo quan điểm của ông, cần thanh lý cảm xúc tồi tệ bất cứ lúc nào thì mới có thể giữ cho đầu óc được thanh tỉnh và tập trung xử lý công việc hiện tại được tốt đẹp bởi vì vương dương minh có tài năng quân sự kiệt xuất nên nhiều lần được triều đình phái đi chiêu an đạo tặc và lập được công lớn trong chiến loạn nhìn thấy nhiều người chết và bị thương khắp nơi trên chiến trường trong tâm vương dương minh cảm thấy vô cùng khó chịu tuy nhiên ông biết rõ nếu chỉ ngồi đó mà hối hận là hành động vô nghĩa chỉ có nhanh chóng bình định phản loạn mới có thể khiến ít người phải chết hơn đệ tử của vương dương minh từng hỏi ông rằng làm cách nào để có thể dọn sạch cỏ dại trong lòng Vương Dương Minh đáp, cỏ dại ảnh hưởng, theo lý thì nên loại bỏ, loại bỏ đến khi cảm thấy được rồi thì thôi. Nếu chưa kịp thời trừ bỏ hết thì cũng đừng vì thế mà động tâm. Một khi nhìn vào rồi thì thân tâm liền xuất hiện mệt mỏi và xuất hiện cảm xúc tiêu cực. Cỏ dại có hại, đương nhiên phải dọn sạch, nhưng nếu ngẫu nhiên chưa dọn được sạch thì cũng đừng vì thế mà động tâm, cũng đừng để trong lòng. Bởi vì nếu bạn nhìn chăm chăm vào đám cỏ dại chưa được dọn sạch kia, nội tâm càng nổi lên cảm xúc tiêu cực những chuyện không như ý trên đời này chiếm tới tám chín phần ai cũng có những cảm xúc tiêu cực vì vậy chúng ta cần hiểu được cách buông đúng lúc nếu để nó chi phối thì sẽ bị nó khống chế trong chuyện tập lục có một câu chuyện về vương dương minh như sau khi chu du qua nam trấn có học trò lấy tay chỉ vào bông hoa nở bên vách đá và hỏi vương dương minh vật nằm ngoài thế giới nội tâm cây mọc trên vách núi tự nở hoa tự rơi chúng có liên quan gì đến thế giới nội tâm của chúng ta vương dương minh trả lời khi chưa nhìn thấy hoa này hoa và tâm đều không thấy lúc trò xem hoa nhan sắc của hoa mới hiển lộ rõ ràng và biết rõ hoa này không nằm ngoài tâm của trò vạn sự vạn vật trên thế giới này đều phản chiếu vào thế giới nội tâm của chúng ta tuy nhiên nội tâm mang chứa thứ gì thì sẽ nhìn thấy thứ đó một người điềm tĩnh vứt bỏ thành kiến tin tưởng vào thế gian tươi đẹp thì sẽ nhìn thấy mọi thứ trên thế gian đều tươi đẹp có hai thứ trên thế giới này mà cặp mắt thường của con người không thể nhìn thẳng đó là mặt trời và tâm con người một người sinh ra trên đời vốn mang theo sự thiện lương tuy nhiên trong quá trình trưởng thành nội tâm bị thế tục làm ô nhiễm bị ham muốn hưởng thụ vật chất che lấp từ đó dần dần trở nên tham lam xảo quyệt vì vậy tu hành là để trừ đi tâm tham lam và giúp cho tâm thiện lương vốn có được hiển lộ ra vương dương minh từng nói chúng ta thực hành chăm chỉ mỗi ngày chỉ mong mỗi ngày một giảm không cầu mỗi ngày một tăng, giảm được một phần dục vọng của con người là lấy lại được một phần thiên lý, vô cùng tự nhiên, vô cùng đơn giản. Công danh lợi lộc trên đời này đều là vật ngoài thân, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Họa phúc trên đời là chuyện khó lường trước, vật ngoài thân là những thứ đạt được dễ dàng và mất đi cũng dễ dàng, quan tâm đến nó thì có ích gì? Đạo Đức Kinh nói, năm màu khiến người mù mắt, năm giọng khiến người điếc tai, năm vị khiến người tê lưỡi rủi rong săn bắn khiến lòng người hóa cuồng của cải khó được khiến người bị tai hại khi con người mong muốn đạt được càng nhiều thì sẽ phải tính toán càng nhiều điều này khiến tâm và thân không được nghỉ ngơi con người vì chạy theo hưởng thụ vật chất bên ngoài mà bôn ba cả ngày lo được lo mất cuối cùng khiến cho thân tâm mệt mỏi trở thành kẻ tù tội của dục vọng bỏ gốc lấy ngọn làm bạn cùng vợ con hiếu thảo với cha mẹ gần gũi với thiên nhiên Cuộc sống bình dị không đòi hỏi nhiều về vật chất là bản chất của hạnh phúc. Do vậy, chúng ta không nên quá coi trọng được và mất, thuận theo tự nhiên, bảo trì nội tâm bình an, đó mới chính là hạnh phúc. Câu chuyện thứ 19, bỏ ra chân thành thì mới nhận được sự tin tưởng. Nhiều người cứ mãi miết đi tìm một chi kỷ trên đời, một ai đó có thể thấu tỏ và tâm đầu ý hợp với mình. Họ tìm mãi, tìm mãi, dạo bước qua biết bao quãng đời mà vẫn chẳng tìm ra. Rồi họ than phiền, chán nản và kết luận cuộc đời này chẳng ai hiểu nổi ta nhưng liệu đó là lỗi của ai đây mẩu chuyện dưới đây có thể giúp bạn một câu trả lời chuyện kể rằng có một anh chàng nọ đi mua chén vào tiệm anh ta thuận tay cầm lên một cái chén sau đó theo thứ tự anh lấy những cái chén khác và nhẹ vào nó hai chén lúc đụng nhau phát ra âm thanh nặng nề đục ngầu anh thất vọng lắc đầu sau đó lại thử cái chén tiếp theo gần như anh ta đã thử hết chén trong tiệm vậy mà không tài nào chọn được một chiếc thỏa mãn như ý ngay cả khi chủ tiệm mang chén tinh phẩm loại tốt nhất ra anh ta cũng lắc đầu thất vọng để nó về chỗ cũ chủ tiệm rất buồn bực hỏi rốt cuộc thì anh để hai cái chén va đập vào nhau là có ý gì anh ta đắc ý nói đây là bí quyết mà một trưởng lão có đức hạnh đã truyền cho anh khi một cái chén va chạm với một cái khác tiếng vang phát ra thanh thúy dễ nghe thì đó nhất định là một cái chén tốt chủ tiệm mỉm cười hiểu ra liền cầm lấy một cái chén khác đưa cho anh ta cười nói chàng trai cậu hãy cầm cái chén này đi thử xem đảm bảo cậu sẽ chọn được cái như cậu hằng mong anh chàng bán tín bán nghi làm theo lời chủ tiệm kỳ lạ thay cái chén nào va chạm với nó đều phát ra tiếng vang rất dễ chịu êm tai anh ta không hiểu chuyện gì kinh ngạc vội hỏi nguyên do chủ tiệm cười nói đạo lý rất đơn giản cái chén cậu cầm trước kia bản thân nó là loại thứ phẩm hàng dởm cậu lấy nó đi thử các chén khác tiếng vang tất nhiên sẽ đục ngầu cậu muốn chọn được chiếc chén tốt đầu tiên phải chắc chắn trên tay cậu cũng là một cái chén tốt như hai cái chén khi tâm và tâm va chạm cần phải có được sự chân thành thì mới phát ra được tiếng vang thanh thúy dễ nghe bản thân mang theo nghi ngờ thậm chí đề phòng người khác thì ắt là khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ thật ra mỗi người đều có thể để bản thân mình trở thành quý nhân điều kiện tiên quyết là bạn thật tâm giúp người khác làm điều tốt bạn bỏ ra chân thành thì ắt sẽ nhận được sự tin tưởng bạn dâng ra tình yêu thương cũng sẽ tìm được sự tôn trọng trái lại bạn dối trá người khác nghi ngờ thậm chí ghen ghét họ thì những gì bạn nhận được cũng chỉ là một bức tường dày cộm và một trái tim lạnh lùng sẽ chẳng ai mở lòng với bạn một đời này bạn cũng đừng mong tìm được kẻ tri âm trong mỗi chúng ta đều có một cái chén trong cái chén ấy lại chứa đựng lương thiện tin tưởng tha thứ chân thành cũng đồng thời chứa đựng dối trá, hẹp hỏi, nghi ngờ, ích kỷ. Hãy loại bỏ những tạp chất trong chén, hãy đổ đi sự dối trá, hẹp hỏi, rồi sau đó mỉm cười chờ đợi đến lượt va chạm cùng một cái chén khác. Âm thanh phát ra sẽ là những tiếng cười thanh thúy, ngọt ngào. Hãy thanh lọc nội tâm của chính mình, bạn mới có thể tìm được những người tâm đầu ý hợp. Câu chuyện thứ hai mươi, lời nói của người khác, cuộc sống là của mình, đừng để thị phi quyết định hạnh phúc đời bạn. Hứa Kính Tôn là một vị tướng tài dưới thời vua đường Thái Tông. Có câu chuyện kể về ông như sau. Một ngày, vua đường Thái Tông hỏi Hứa Kính Tôn rằng, chấm thấy Khanh không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều điều tiếng về Khanh đến thế? Hứa Kính Tôn chắp tay thưa rằng, Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, nông dân vui mừng vì mùa màng được tươi tốt, nhưng kẻ bộ hành lại khó chịu vì đường đi trơn trượt, trăng mùa thu sáng vòng vặc như gương treo trên trời bậc thi nhân nâng chén thường nguyệt ngâm thơ nhưng bọn đạo trích lại căm ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ thiên địa vốn vô tư không thiên vị thế mà chuyện nắng mưa vẫn bị thế nhân oán trách còn hạ thần lại không phải người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích cho nên hạ thần trộm nghĩ đối với lời thị phi nên bình tâm suy xét thiên tử tin lời thị phi thì quan thần bị hại cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán điều tiếng thế gian còn độc hại hơn rắn rết, sắc bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu. Ngạn ngữ có câu, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết thì con người có ai là hoàn hảo đâu. Sống ở trên đời, dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm vừa lòng hết thảy mọi người trên thế gian. Có người yêu mến thì tất cũng có kẻ mếch lòng, có lời khen ngợi thì tất cũng không thể tránh khỏi điều tiếng chê bai. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hồ thẹn, thì hả cớ gì phải bận lòng khi có người dèm pha. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác nhưng lại có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Lời nói là của người khác, cuộc sống là của mình. Đừng để chuyện thị phi quyết định bạn có hạnh phúc hay không như vậy là video của chúng tôi đến đây là kết thúc kính chúc quý vị và gia đình luôn bình an và hạnh phúc còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo